tiếp tục đi tập trễ so với bình thường. Thì bây giờ là gần 9 giờ tối chủ nhật ha, thì chủ nhật không đi đâu chơi hết, thì là Trung sẽ đi tập bù cho thứ hai. Thì vấn đề là Trung sẽ tập ngực, thì có thể là có tempo hoặc là không có tempo, nhưng mà để Trung coi lại cái giáo án nữa, thì lát nữa các bạn sẽ biết. Peace. Said some things to you. What's up các bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái tempo, nhưng mà bữa nay không có nhiều tempo lắm, nhưng cũng sẽ có những cái bài rất là hay ha. Thì đối với cái bài đầu tiên là bắt đầu đã thấy lạ rồi, là bắt đầu chúng ta sẽ tập ngực, nhưng mà sẽ có một bài vai nhẹ đằng sau. Thì bài ngực đầu tiên đó là chúng ta sẽ chơi bài High Incline Dumbbell. Thì cái bài này nó cũng không khác gì với lại bài tập ngực trên với lại dumbbell hết, nhưng mà có một cái nó là High Incline, nghĩa là cái dốc của nó sẽ cao hơn như bình thường. Bình thường chúng ta sẽ để 30 độ đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ để lên, các bạn sẽ thấy như trong clip nó có phần cao hơn so với bình thường á, nghĩa là 45 độ. Nó có phần hơi vào vai nữa. Nhưng mà đây là một, nó sẽ giúp chúng ta build cái phần ngực trên ở phía trên cao hơn nữa. Thực sự là rất là khó chịu với bạn, nhưng mà nó sẽ build cái phần cao hơn ha. Thì đó là phần ngực trên thêm một chút nữa, nhưng mà nó cũng sẽ hơi có nguy hiểm vào vai một chút. Thì mấy bạn lưu ý chung bài này ha. Thì buổi ngực ngày hôm nay nó sẽ có một số cái bài, nó có một bài ngực nó cũng hơi là nâng cao so với cái người nào mới tập. Thì Trung nghĩ rằng tới cái bài đó Trung sẽ nói sâu hơn một chút, nhưng mà cũng khuyến khích mấy bạn là cũng không nên tập cái bài đó lắm nếu như mấy bạn chưa có kinh nghiệm tập lâu, khoảng từ 3 đến 4 năm gì đó. Thật sự là bài đó hơi nguy hiểm, nhưng mà lát nữa sẽ tới Trung sẽ nói ha. Thì chúng ta ở bài này là cũng sẽ không có tempo gì hết, chỉ là cứ đẩy như bình thường thôi. Nhưng mà các bạn nào áp dụng tempo cũng ok luôn, cũng chấp nhận được luôn, thì chúng ta có thể xuống từ từ ha, xuống từ từ tempo 4 giây eccentric để các bạn feel ngực tốt hơn. Thì Trung chỉ tập đúng giáo án thôi. Sau đó là chúng ta sẽ qua bài barbell floor press. Thì chúng ta sẽ có 6 set. Thì cái này nó giống như cái ngày tay ngựa hôm trước, đó là cái dạng pyramid rep á. Thì nghĩa là chúng ta sẽ đi dạng như là kim tự tháp, nghĩa là đi 864 sau rồi lại 468. Thì mấy bạn chú ý canh tải giúp Trung ha. Thì bài này là chúng ta sẽ nằm ở dưới đất và chúng ta đẩy với lại cái thanh đòn barbell. Thì cái này là Trung chế cũng khá là dễ, chúng ta sẽ lấy từ ở cái máy mà tập Bridge Joker, là cái máy tập tay trước á đó. Các bạn thấy rất là quen với cái ghế đó ha. Thì Trung sẽ để cái thanh bar ở đó và Trung sẽ đặt một cái tấm thảm và nằm ở đó và nhấc ra. Thì nó có phần hơi bị sai cái tay một chút ha, tại vì thường mà lúc mà nhấc tạ ra là mắt chúng ta phải ngang cái thanh bar, vậy thanh bar nó nằm tít ở trong lưng. Thì các bạn có thể nhờ bất cứ người nào, nếu như Trung nhờ cái anh này nhấc ra giúp Trung ha, để tránh cái chấn thương vào vai. Thì và kêu anh nó đứng đợi để cất vào luôn. Thì nếu như các bạn cố gắng lấy ra một mình đó, nó sẽ rất là nguy hiểm và dễ bị ảnh hưởng vào vai. Tại vì bữa nay là Trung cũng có thể chế vào ở cái máy rack squat nữa, nhưng mà tại bữa đó là có người tập nên thành ra Trung không chế được, nên Trung phải chế thay ở cái bridger này. Nhưng mấy bạn nào lấy ở trong cái rack squat ra thì dễ hơn á, mấy bạn chế thử rack squat giúp Trung à. Thì bữa Trung nghĩ ra rồi, nhưng mà tại bữa đó có người squat thành ra là không có thử được. Trung nghĩ là dễ hơn đó. Bây giờ ngồi nghĩ ra thì thấy nó dễ. Đó thì cái set này là cũng tương đối là nặng ha, có mấy rep thôi. Thì nhớ là đi 864 và 468 ha, 4 rep, và sau đó chúng ta sẽ đi 4 rep lại, sau đó thả bớt tạ ra đi lên 6, đi lên 8. Thì đây, đó các bạn, như bạn thấy thì Trung là đi thêm một set nữa, hình như là 8 cái hay sao á, đây là set cuối.
Thì đối với cái bài floor press này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là xuống, nó sẽ giữ cái tension, là giữ cái độ căng ở trên cái ngực cho chúng ta ha, tốt hơn, và nó sẽ giúp cho những nào mà người nào mà bị đau vai á, ta tập bài này được, tập ngực ở bài này được, nó sẽ không có xuống quá sâu để tránh bị đau cái rotator cuff. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua back deck fly, là ép ngực với lại cái bài back deck, cái máy back deck này. Thì cái này là chúng có ghi số set và số rep rồi, nhưng mà bài này đặc biệt một chút là nó sẽ rep tạ y như cái bài tay, cái vlog trước đó, ha. Các bạn nhớ đó, với bạn nào coi rồi các bạn sẽ hiểu. Thì chúng ta sẽ vô và chúng ta sẽ rep liên tục, rep 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 ha. Set nào chúng ta cũng rep nha, nghĩa là không phải set nào, không phải là bài cũ set đuối chúng ta mới rep đâu. Set đầu tiên ngay chúng ta đã rep rồi. Đây là như chung ghép video vô đó, là hai 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 set đó. Chứ không phải là một set mà hai góc quay đâu. Chúng chỉ có một cái máy quay thôi nên chúng phải quay, chúng mới ghép như vậy. Thì đó mấy bạn nhớ rep thôi, đây là rep lần cuối này, rep lần 10, 10 rep. Rep 12 rep và rep 10 rep nữa. Ok. Thì đó là bài ép ngực. Sau đó là chúng ta sẽ qua, à đâu chưa, vẫn còn một clip nữa chung quên. Đây là một góc quay khác. Thì các bạn có thể thấy tạ, cái chồng tạ nó nhiều ha, đó là chúng ta đang đi nặng và chúng ta sẽ rep nhẹ dần. Ừ thì ở cái bài này là mấy bạn lưu ý chung là cái tay mấy bạn nhớ thẳng ra nha. Nhiều bạn chung thấy ép mà cái cùi chỏ nó quá là cong luôn. Nó rất là cong, nó không có, để nó sử dụng cái từ bend, nghĩa là nó hơi cong nhẹ thôi, chứ không phải là cong vòng như là cái một cái dấu vuông đâu. Nhiều bạn mới ép được nó hả, nó để cái cùi chỏ vuông góc xong rồi ép vô luôn á, nó không có vô gì hết, nó chỉ vô vai thôi, không vô ngực. Thì mấy bạn nhớ nha, mấy bạn nhớ là duỗi thẳng tay ra. Cái này thì tôi nghĩ là cái ghế phải nên cho thấp xuống một chút, tại vì cái tay nó có xu hướng hơi bị dốc xuống rồi, nó sẽ không có vào ngực ngang nhiều. Này phải, cái tay chúng ta nó phải ngang cái ngực một chút. Cái này là chúng sẽ lần sau phải rút kinh nghiệm là phải hạ bớt cái ghế thấp xuống. Ở góc quay này chúng thấy rằng là cái tay nó bị dốc xuống rồi. À, sau đó là sẽ chuyển qua bài Machine Decline Press. Thì ở đây là không có cái máy đó thì chúng phải chế. Thì đó, mấy bạn có thể chế như chung cũng được, nhưng mà nhớ là phải gồng co chắc một chút ha. Đó, chúng ta sẽ đứng một cái hình chéo xuống như vậy và tưởng tượng rằng đó là cái máy decline nhưng mà ở trên cái máy machine press bình thường ha. Đó, như các bạn có thể thấy nó là một cái dạng mô phỏng cũng khá là hay, nhưng mà bạn nào tập lâu rồi mô phỏng tốt thì hãy đập ha. Không thì chúng ta có thể thay cái này bằng với lại cái máy dưới, cái máy decline mà nằm dốc xuống á, còn không thì có thể là thay bằng là bài dips ngực á, bài chest dip thì tập với lại cục tạ ha. Thì chắc mấy bạn cũng biết bài đó rồi, chest dip sợ mà xoài dip tại xoài kép á. Bài này thì nó cũng đặc biệt nha, bài này cái số rep của nó cũng đặc biệt, có nghĩa là chúng ta sẽ drop 10 10 10 10, nghĩa là set set đầu tiên nó sẽ có drop 3 lần, drop 2 lần, nghĩa là lần đầu tiên 10 cái, sau đó drop 10 cái, sau đó drop 10 cái, nghĩa là 30 rep á. Tổng cộng một set của bài này là 30 rep nha. Yo, bây giờ sẽ đến một bài rất là khó của em gặp ngày hôm nay, rất là nguy hiểm, mà thì lát nữa chúng sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi ok, tới cái bài mà khó nè, chúng nói nè. Cái bài này là bài barbell bench into guillotine press. Số set là 4 set ha, 6 rep này nọ ha. Nhưng mà cái bài này nó đặc biệt ở một chỗ, đó là nó sẽ ăn vào cái upper chest của chúng ta. Đó, mấy bạn có thể, mấy bạn vẫn bend bình thường xuống ngực, và sau đó mấy bạn đưa cái thanh đòn này xuống ngay gần cái cuống họng luôn, nó gần ngay cái ngực trên của chúng ta, là gần ngay cái cổ họng của chúng ta luôn, xuống. Và lúc này mấy bạn phải giữ control và kiểm soát nó là tốt. Nên là những bạn nào, chúng nói nhấn mạnh những bạn nào mà tập dưới 2 năm hay là 2 năm hơn một chút, không có kinh nghiệm nhiều thì không chơi bài này nha. Tại vì bài này rất là nguy hiểm luôn, nếu mấy bạn không gồng tốt thì nó có coi như là nó vào vai và nó chấn thương vai luôn á. Thì bài này nếu mấy bạn chưa biết thì mấy bạn có thể search cái tên mà Trung ghi ở trong vlog đó, Guillotine Press. Thì đó là một dạng mà tập cũng rất là hay. Thì cái bài này nó sẽ, mục đích là nó sẽ tác động vào cái phần upper chest là ngực trên ha. Thì nó, khi mà mấy bạn tập mấy bạn sẽ thấy cái độ pump của nó rất là rõ ở cái phần ngực trên luôn. Đó, thì cái bài này là cái biến thể thôi, nó là chúng ta xuống đẩy ngực ngang, sau đó là chúng ta sẽ đưa nó lên gần cái phần ngực trên, gần cuống họng. Đó, mấy bạn có thể thấy cái đường đi của cái toàn tạo của Trung nó rất là khác ha. Đó, vừa xuống bình thường và bây giờ nó xuống sâu hơn gần cái khuôn mặt của Trung đó, mấy bạn thấy. Thế này, những khúc này là mấy bạn phải slow, là xuống chậm và kiểm soát rất là tốt để tránh trường hợp nó ăn vào vai.
và cái khớp vai nữa, và cái cọng dây rotator cuff luôn, rất là nguy hiểm. Nên là nhờ giỏi cái ngành ngực này nó tương đối là nâng cao, và Trung không khuyến khích những mấy bạn nào mới chơi ha. Còn để cách thay thế thì mấy bạn có thể chơi cái bài này là bài barbell bench press bình thường ha, là bài đẩy ngực ngang bình thường á, không cần phải chơi cái guillotine. Ok, sau đó qua bài này cũng hay nè. Bài này là bài lying cable upright row, sau đó là chúng ta sẽ chuyển lên là fun raise. Đó, bài này thì rất là đơn giản, để setup luôn các bạn ra và nằm như chung. Các bạn sẽ dùng cái thanh ngang nhỏ và kéo upright row, nhưng mà lúc chúng ta nằm nha, cái này kéo upright row ha, mấy bạn chú ý giúp chung là upright row là nó sẽ ăn vào vai sau, sau đó chúng ta sẽ đưa nó lên fun raise là vào vai trước. Thì thường buổi ngực này thì chung sẽ có kèm thêm hai ngày ngực nhỏ nữa, hai ngày vai nhỏ nữa, hai buổi vai, hai bài vai nhỏ thôi, nhẹ và tác động vừa phải thôi, không đến mức là high volume đâu. Đó, bài này rất là hay, bài này rất là vô luôn. Tác động được vào vai sau, thậm chí là có ăn vào cả middle middle nữa, là cũng vào vai giữa. Sau đó là sẽ raise lên ăn vai trước 15 rep ha. Các bạn nhớ lúc chung 15 rep. Bữa nay là có một số những cái động tác nó hơi lạ so với mấy bạn á, nên thì mấy bạn nào tập nhớ chú ý cẩn thận động tác và form giúp chung. Đó, ở góc quay này thì các bạn có thể thấy rõ hơn. Đây là fun raise là đưa lên vào vai, và chúng ta sẽ đưa lên upright row, sau đó chuyển qua cái này 15 rep ha. Cứ một cái là chúng ta sẽ làm tính một rep. Và bài này là nhớ là nằm nha. Và ở cái máy, và chúng ta sẽ dùng cable là dùng cáp. Rất là vào luôn, bài này chúng rất là thích. Nó cũng khá là hay. Nói chung là ở cái giáo án mới này nó cũng khá là thú vị, thì chắc là ở vlog sau thì Trung sẽ nói sâu về cái giáo án này một chút, thì nó cũng hơi đặc biệt và cũng rất là thú vị khi mỗi tuần nó đều mỗi khác, những cái kiểu tập khác nhau và nó không cố định một cái gì hết, chúng ta sẽ đổi cảm giác rất là hay. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua standing dumbbell lateral raise, thì bài này là quá cơ bản và rất là làm quen với mấy bạn rồi, 4 set nhưng 15 rep. Và chúng ta có thể kết thúc ngày vai ở đây, có thể kết thúc ngày ngực và vai ở đây. Thì đó là hai bài vai rất là nhẹ thôi, mấy bạn có thể thấy chỉ là fly và cap, không có phải là những cái bài compound gì đó, nhưng mà vào cái ngày vai ấy, thì nó sẽ có kết hợp với lại ngày ngực luôn, thì nghĩa là vai full hết, và sau đó là sẽ là hai bài ngực nhẹ y như bữa nay luôn ha. Rồi cái này là chúng ta sẽ raise lên và ăn vào vai giữa. Và này chắc là mấy bạn cũng đã tập quá nhiều rồi ha. Thì chúng ta sẽ hạn chế là ép, chúng ta sẽ ép hai cái xương bả vai lại, và để tránh cho cái việc là chúng ta bị tác động vào cái phần cầu vai, thì bằng cách là chúng ta sẽ ép hai cái scapula là hai cái bả xương bả vai lại á, và chúng ta sẽ raise lên, và lúc đó cái ngực chúng ta nó sẽ ưỡn lên ha. Như vậy thì nó sẽ đỡ tác động vào cầu vai. Ok, thì đó là cái bài cuối cùng của buổi hôm nay, thì hy vọng mấy bạn sẽ thích cái video này, nhớ like, share và subscribe. Peace. 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah.